Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, hôm nay rất là vui, may mắn được Rin dẫn qua tham quan cái studio. Đây, đây là không gian bên ngoài studio đang là xây dựng layout em. Thường là khách là được tới ngay khu vực đây thôi. Là khách sẽ ở khu vực đây mình thiết kế layout. Ví dụ như đây mình đo 2, 4, 6 chẳng hạn thì sẽ thiết kế layout trong đây. Hoặc là những bạn bên em họ thiết kế những bộ layout sẵn như thế này về như đặt thế này để khách đặt vô. Đây là đá layout rồi đó, dán xong mình bỏ lên mình cân rồi đem qua mình check build thôi. Cái này là xong cái bộ layout lên cân ký tính tiền á hả? Cân ký là ví dụ anh tự do anh muốn anh tự tay anh thiết kế đi thì em chỉ cân ký thôi, anh lựa thoải mái. Lựa đá đẹp đá xấu anh lựa thoải mái, xong được một bộ ấy thì cân ký. Rồi tính tiền, còn ví dụ mấy bộ sẵn như này thì là nó sẽ có giá theo size. Rồi mấy bạn em sẽ làm. Ồ có này có vụ này nữa bạn, này giống như là workshop vậy đó. Dạ khách đúng có thể tự đến đây rồi đầy đủ vật tư để mình dạ, tự rồi. Setup theo ý có, mình luôn. Gọi có. Là gì ta? Gọi là custom ha, theo ý mình luôn. Có à. Keo rồi sẽ cần hướng dẫn mấy bạn đứng hướng dẫn anh luôn. Nói chung là em sẽ ráng cover lại thêm một cái dạng mà chuyên nghiệp nhất giống như bên nước ngoài ấy. Hay quá, hay dạ. quá. Nhưng thôi mà... các bạn trẻ nào mà đam mê cái bộ môn này mà muốn gọi là trải nghiệm, sáng tạo rồi học hỏi thì có thể qua đây ha, thử cái kiểu này hay á em. Như dạ. đâu có ai làm kiểu này đâu. Dạ đúng rồi, do bên em không gian rộng nhưng mà thật sự đây là mấy cái idea của em đang trên đường triển khai thôi. Em cũng chưa có gọi là đưa ra ngoài nhiều. Do là anh thấy nó cũng chưa có tới và mình... nó cũng chưa đúng ý em. Mình nhanh miệng quá, mình giới thiệu không trước sao, nhưng mà sắp tới sẽ có nha các bạn. Là em thấy cái này hay em. Ý là mọi người bình thường biết em vẫn qua đây vẫn làm rồi. Chỉ là em thường không có truyền thông lên là em có cái phòng này. Do là thật sự là em thấy nó chưa đúng cái ý em lắm. Nhưng mà anh em vẫn tới đây vẫn chơi rất là vui. Anh em tới đó 2-3 người đứng vừa xếp layout vừa nói chuyện cơ ly cà phê nữa. Tuyệt vời. Đứng đây xếp đó. Không, anh thấy cái mô hình cái idea này rất là hay luôn. Em nên làm cho nó gọi là nó đã lên chút xíu nữa em mọi người tới. Em phải tái tổ chức lại tí đúng xíu rồi, mới rồi. Đầu tư nó mới chỉnh. Tại các bạn biết là trong quá trình mình làm á sẽ có bạn đồng hành rồi sẽ tham khảo ý kiến qua lại góp ý cho ý kiến thì nó sẽ phát triển rất là tốt anh luôn. Hình dung đây là có bản demo Rhinovarium. Sau này mà nó thành hình rồi thì nó sẽ ok hồ anh tới là hồ toàn bộ sẽ đóng thùng để sẵn hết, anh sẽ không phải đợi 7 ngày. Đá layout thay vì anh đợi em dán mất mấy ngày thì anh sẽ biết được nó như nào, bởi vì em dán sẵn rồi anh bộ đây lấy tranh, hồ lấy tranh. Đưa về nhà luôn. Thì mọi thứ nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian của anh. Thậm chí là nước biển tươi em còn cho chạy. À đây á. Dạ. Đây là đây, nước đây, biển tươi đây các bạn. Nước biển tươi ở đây. Thôi bừa anh không cảm nhé. Không sao. Không là không. Em cho chạy thay vì người ta tới người ta chỉ đóng can để vậy thôi. Thì bên em không, bên em nước biển tươi rồi và em cho chạy oxy như này thì em sẽ chăm vi sinh, đánh vi sinh sẵn cho khách luôn. Như là vi sinh trong đó nó khỏe mạnh rồi này nọ. Dạ mình sẽ đánh vi sinh sẵn thì bên em cũng dùng vậy luôn mà. Thì khi mà cái nước mình dùng thì đảm bảo là thứ nhất là nó được xử lý luôn rồi, có vi sinh xử lý luôn rồi. Thứ hai là anh đưa nước về giống như là nước tươi, nước ngon lành luôn. Nước từ biển đem về luôn. Đúng rồi, chứ bởi vì em để thấy nước từ biển đem về thường người ta sẽ để nó bị tù. Nó bị tù lại, thì thành ra em không biết là nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Thì tốt nhất về em cho chạy lại hết. Ok. Chi phí đội lên cũng nhiều, do là mình phải chăm vi sinh hãng nè, tiền điện rồi mặt bằng rồi đồ nữa. Đây các bạn, đây là những cái layout mà các bạn có thể chọn mua sẵn và đặt vô cái hồ thôi. Đúng tất rồi. Cả mọi này đều có sẵn hết. Bộ đây thì khách custom, bộ đây chuẩn bị gửi đây nè. Em hình như là cũng chuyên về cái bán những cái combo như thế này. Dạ, cho anh rồi. Em về có thể tự set up rồi luôn. Rồi những set hồ này nó sẽ mang tên là Rinano. Sau này sẽ đóng thành thùng hết và toàn bộ sẽ đóng gói hết thành hộp. Là anh sẽ gọi là một bộ hồ hãng Rinano đó. Rinano. Tên riêng của bộ hồ luôn. Tên riêng của nó luôn. Anh em mình phát triển lên. Dạ anh em phát triển lên hết. Ok. Đây em cho anh coi một bộ hồ Rinano gần như hoàn thiện nha. Nó còn vài yếu tố nữa. Đây là phòng studio nha. Đam mê của em đấy. Đây là phòng studio. Nó cũng hơi sơ sài thôi nhưng mà chắc cũng đón anh em được. Đây là cái không gian để mà mình có làm clip, chia sẻ rồi thông tin rồi ha. Đúng rồi, thì đây là những bộ hồ mà như đây là team media của em là có một bạn host nữa là bạn chuyên làm những cái clip dạng thư giãn á. Setup này nọ, thì đây là một cái hồ bạn đã theo được mấy tháng rồi anh thấy. Mình để như này mình không có cho khách bên ngoài vô để chi, để người ta không có thích quá. Nhiều anh ảnh thích quá, em không bán thì mất lòng. Em bán thì lại mất cái sụt clip của em ở bên trên YouTube. Cho nên thì anh thấy ở đây san hô phát triển rất là căng.
anh thấy nó bò lên trên nền cái nền nền tường không? Ừ. Cái con mà đang ra màu phát sáng á là con mẹ, cái kia là cái chân nó lan ra. À nó đang bò đi. Cái đó. Chân nó bò đi tới đâu thì những con nó phát triển lên tới đó. Ừ. Và sau này nó sẽ là một tường cỏ luôn. Ừ. À nguyên cái background là sao là nguyên tường cỏ luôn. Nguyên một tường cỏ để anh hình dung pha của nó, nhưng mà nó có thời gian. Không thể nào mà anh này vô thì đúng rồi nó phải ăn lan thì em rất là mến nhưng mà mình phải ưu tiên việc lớn nhiều lúc đã cao hứng mình cũng phải bóc cho ví dụ anh nam đi anh này cũng thích nó quá bây giờ sao cái hứng nó lên thì mình phải em cũng phải hiểu cho nên giấu luôn đây cũng là cái sản phẩm của em luôn nè, đây là nắp che. Nắp che acrylic thì nó sẽ không có bị che quá nhiều đèn vì cá không có nhảy. Ở trong mình sẽ nuôi những con cao cấp như con đây thì tầm 1,5 triệu một con. Maroon đây là Nemo đột biến. Con đây là đợi em lấy về là nó nhỏ nè, người ta mới ấp lớn thôi. Thì em cái con này là như cái con nó đâu phải là Nemo hết à? Nó là Nemo nhưng mà được đột biến ở tại Việt Nam mình. Được cái anh nếu như anh coi thời sự thì anh thấy á cái nguồn nó là đột biến phần ở ngoài Nha Trang là nơi đầu tiên tạo ra những dòng Nemo đột biến ở Việt Nam mình. Nhưng mà cái đột biến này là dạng như do con người mình do con đặt. Người mình ở ngoài tự nhiên nó sẽ không có ngoài tự nhiên sẽ có những cái Nemo mà nó bị lỗi cái phân đang phân thẳng mà đứt một khúc thì người ta sẽ lấy những cái làm gen dạng dạng như vậy anh hình dung được thì lâu lâu ví dụ mấy ngàn con có được con đột biến thì họ sẽ lọc ra họ phối với nhau tiếp và ra những đời sau đột biến thì ở Việt Nam mình đã làm thành công cái dòng đột biến này. À ok hay vừa rồi lên thời sự mà rồi lên thời sự thì giá rất là cao thì tụi em là sẽ là những nơi mà tìm đầu ra cho những dòng đó. Thị trường nó hơi bé. 1,5 triệu hả em? 1,5 triệu con này. Nhưng nếu như anh mua của nước ngoài có thể lên tới 2,5 triệu. Thật sự mà nói thì góc độ của anh nhìn con bé này mà 1,5 triệu thì anh không có cảm giác mắt. Không có cảm giác mắt đâu, đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Đẹp quá mà em cưng lắm. Mà đợi em nuôi 5 con lần á. Vậy mà cuối cùng quỷ bóc bớt còn có 1 con. Nhà nuôi từ nhỏ nó không quýnh nhau. Nuôi từ nhỏ xíu rồi nè. Nó lúc nó thả ra nó còn cuộn 5 con cho nhau như quả banh. Cưng lắm anh cho ăn là nó cuộn lên cho nó cuộn xuống vậy đó. Cái xong này còn có 1 con. Thì cái nếp tụi nó cũng sống chung với giả quỳ rồi hả? Dạ đúng rồi anh. Ví dụ con búa đó mà anh thả một đàn con vô là nó lặn vô trong đó nó lúc nhúc chặt thấy cái đầu nhô lên cái đuôi nhô lên vậy đó chứ không thấy nó full con đâu. Cưng lắm, nói chung là cưng lắm. Dễ thương. Cái tai bơi nó cũng to ha. Dạ. Bắt đầu viền của nó sẽ lên được màu rồi đó. Thật sự mấy con này anh biết lần đầu tiên ở Việt Nam mình á là nó do mấy cái tiến sĩ mấy tiến sĩ ở Việt Nam mình là dạy cho mấy bạn về sinh vật học thì sẽ nhân ra những cái con này và sẽ test coi cái sự đổi màu của bộ vây nó như thế nào. Nhiều lúc em về là bộ vây không có màu. Bộ vây nó nhạt nhất rồi. Thì bởi vì cái con đó là đang trong cái bài test là không có ánh sáng. Lớn lên trong việc không có ánh sáng thì bộ vây nó không có màu. Thì em về em dưỡng lại tầm tháng thì bộ vây nó full màu như này. Là mình đánh đèn đầu lên này dạ, là đèn đầy đủ là nó lên màu. Thì cái đây là giống như cái quy trình nghiên cứu. Thay vì bị tiêu hủy. Dạ. Ok, đây là một bản tôm với một bản cá thôi. Dạ. Đây là cái nắp hồ nè, cũng bên em đang phát triển luôn nè. Đó, thì anh cho ăn thì sẽ ăn ở đây. Xong rồi anh đầy lại như này thì nhìn bộ hồ nó cũng khá là VIP đúng không? VIP. Nhìn bộ hồ này nó chống cá nhảy ra ngoài và nó cũng không có cản nhiều cái tia sáng xuống. Đây là cái sợi thủy tinh. Nó không được đèn, nó không có làm giảm của anh. Cho ăn thì anh chỉ lấy ra thôi. Okay. Bộ đây thật sự là hôm bữa em có một clip đột nhập phòng studio thì mấy bạn hỏi mua rất nhiều và bên kỹ thuật vẫn chưa cho bán bởi vì phải test coi thì nó có bị cong bị võng hay là có nhược điểm gì không, mình phải xài với bạn xài lâu lắm. Có nghĩa là các bạn cứ bình tĩnh chờ đợi trong năm 2023 sắp tới đây là sẽ có nhiều sẽ điều cho ra nhiều mới. Cái sản phẩm mới để mà cái việc chơi nó thuận tiện hơn, hiệu quả hơn. Dạ. Đây là một set hồ mà set đây là chuẩn bên em là có thể cho ra được rồi và em cho lên website rồi nè. Thì thấy một set như này là set 45. Nên coi. Cái tủ là tủ điện tiêu chuẩn luôn. Có nghĩa là thay vì điện hồi giờ anh chơi cá điện nó bị rối tung nhù ra thì ở đây anh sẽ có thể ổ điện ở đây, ổ điện ở đây, anh bật tắt từng cá nó sáng đèn lên nó như bộ điều khiển trung tâm á. Ở đây thì anh có thể giấu dây điện dư ở trong đây. Xong rồi anh đóng lại đó, nó sẽ tự đóng lại như vậy. Xịn không? Dưới đây là mấy trăm hóa chất thì toàn bộ tụi em thiết kế thành set hết thì sau này thì mọi người chơi sẽ có một bộ hồ hãng của Việt Nam thì khi mà cơ muốn chơi một cái là bưng bộ hồ về thì không còn một cái vấn đề gì phải suy nghĩ hết. Đầy đủ hết. Ở đây là ở trên website là em có đây nè, để anh cho anh coi nhé. Đây là bộ mẫu thì cái đây là hút đáy nè.
anh có thể tăng giảm hút đáy, anh có thể xài hút đáy, hoặc là nếu như cho hải quỳ nó hay bị có cái nhược điểm là chui vô hút đáy thì anh có thể xịt nó lại, che lại luôn, che nó lại luôn. Cái thứ hai là thường cái lọc phát á anh sẽ không có lọc thô được, anh lọc thô nó khó chịu, anh nhét bông nhét đồ để em lấy nó cho anh coi nè. Đó, đây là những cái sản phẩm hỗ trợ đi kèm trong bộ hồ. Cho nên em gọi đây là một set kit là vậy. Thì anh có thể lấy ra, thì cái đây là anh có thể đem đi vệ sinh, anh giặt cái bông lọc đây đi. Xong rồi cái anh nhét cho lại, thì anh lọc được một lượng lớn phân cá ra, nó giảm rất nhiều vấn đề của hồ. Thứ hai là nước nó thông qua mấy cái này nè, thì nó lưu thông rất là tốt. Cái tình trạng hồ hồi xưa, nhược điểm của hồ lọc phát á, là người ta chơi một thời gian là nó bị nghẽn lại. Và khi mà anh vệ sinh á, anh phải bóc từng viên ra. Nó đục ngầu của hồ lên hoặc là nó sốc vi sinh của anh. Còn bây giờ thì anh cầm như thế này, anh lấy cái bộ lên. Và anh có thể hút cặn ở trong đây. Xong rồi sau đó đơn giản thì anh chỉ việc bỏ lại thôi. Xong thôi. Thì anh thấy đây là nó ghi là Rinano, là bộ kit của cái này. Chỉ có set này là mới có thôi. Ở trên đây nó sẽ đi kèm một cái lò khử không bơm nữa. Rồi ở bên đây là ngang thứ hai. Em sẽ lấy lên cho anh coi nhé. Ngang thứ hai đây cũng dùng để bỏ vật liệu lọc trong đây. Thì có thể là những cái vật liệu lọc anh muốn loại nào anh bỏ vô cũng được, thì nó cũng sẽ tối ưu. Nhưng mà được cái khi mà anh để như này nè, thì cái khoảng cách từ đây lên đây nè, thì anh sẽ để được một cái skimmer đứng lên trên đây. Thì bản chất nó là cái đế skimmer stand. Skimmer stand có nghĩa là cái đế đứng skimmer, thì anh không phải kẹp vô đây. Nó không có mất không gian đây thì anh có thể kẹp đèn được nè. Hoặc là anh vệ sinh anh chỉ biết cầm nó ra thôi, không phải tháo ốc thấy gì hết, thì nó đứng như này rồi. Thì bản chất nó là 2 trong 1 luôn. Thì cái chiều cao đây tụi em đã fit với hầu hết tất cả các loại skimmer rồi. Cái thứ ba là cái bồn nước nè. Thì bồn nước của hãng bình thường á, thì anh phải tháo ốc ra, anh bưng ra, anh vặn cái ốc lớn ở đây. Anh đem ra vào nước, anh châm nước, anh đợi từ từ cho cái lỗ vô nó nhỏ xíu à. Xong rồi sau đó anh mới đem vô, anh gắn vô hồ, anh gắn lại đúng không? Thì cái đây tiệm thiết kế tối ưu tới mức á, anh chỉ việc mở đây ra, anh rót nước vô, anh đậy lại rồi xong. Nó khác 100% bởi vì nó khác tới cái độ thiết kế luôn rồi. Nó khác luôn cái kỹ thuật đi luôn, nguyên lý đi á. Em đã thay đổi toàn bộ cho như là đây là cái bộ sản phẩm mà gần như là có thể tạm hiểu là giống như thiết kế riêng cho những cái người mới chơi. Còn nhiều cái sự ngỡ ngàng các bạn là cứ sử dụng cái combo này là về là gần như là có thể. Thật sự là em hơi tham vọng tí xíu. Ở trên thế giới là chỉ có một bộ hồ của Rexy là nó xài cơ chế dung phao ở như thế này và nó tích hợp trong hồ. Là bên em là cũng cơ chế dung phao nhưng mà mình sẽ đi theo nguyên lý riêng, mà đó là cái sáng tạo của bên mình, riêng của người Việt Nam mình. Và thêm nhiều cái nữa, ví dụ như luồng tụi em đẩy xuống thấp nó sẽ giảm tối đa góc chết trong hồ và rất là nhiều cái nữa, và tụi em độ chất xám rất là nhiều. Cho nên anh Nam qua em giới thiệu liền tâm huyết của tụi em. Bây giờ một bộ này thì để đón một bộ này về thì khoảng bao nhiêu chi phí? Một bộ ví dụ anh có chân rồi đi, mà anh bưng cả bộ này giá quanh quanh khoảng từ 3 triệu là anh có một bộ rồi, 3 triệu hơn là anh có một bộ rồi, là bộ 40, bộ 45 thì có thể là quanh quanh 3 triệu mấy 4 triệu, cỡ cỡ đó. Dễ chơi các bạn, ổn dễ chơi, quá ổn luôn. Ổn đúng không? Là luôn cái chân này thì bao nhiêu em? Cái chân đây khoảng 1 triệu mấy nữa anh. 1 triệu mấy, 2 triệu. Khoảng 5 triệu là sẽ có một cái bộ khung, phải nói là tuyệt vời ha. Tham vọng của em á, đèn mới đi Việt Nam, skimmer mới đi Việt Nam luôn. Khi đó anh bưng một bộ hồ anh tự hào là Việt Nam tao cũng lấy được bộ hồ này. Không, anh nghĩ từ từ cũng được thôi, chắc trong năm nay đi. Không, anh lâu á, bên kỹ thuật tụi em nghiên cứu có đó lâu rồi, nó rất là nhiều kỹ thuật sâu hơn nữa. Cái đây em ra mắt trước để cho anh em chơi. Một bộ trước anh em có thể xài những cái sản phẩm khác tích hợp. Nhưng sau này tham vọng em chắc chắn phải có. Ok, anh nghĩ là chắc chắn là phải có thôi, chứ được thôi. Còn đây là một cái bộ hồ em chơi xịn thì xịn cũng có, như em nói Nam hồi nãy á. Xịn thì xịn em vẫn thích, em rất là thích công nghệ. Nhưng mà chơi cái dạng mấy bạn mới tiếp cận thì em vẫn tìm cách tối đa cho bạn giảm chi phí. Thì đây là một cái hồ thủy sinh, không phải hồ cá nước mặn nha. Đây là một cái hồ thiết kế thủy sinh, nhưng mà tụi em có những cái sản phẩm. Ví dụ đây là overflow box. Anh chỉ biết đặt cái box nó rời rồi nè. Anh chỉ biết đặt, anh đặt lên trên thôi, rồi anh đi đường ống xuống dưới nữa. Thì cái đây không cần khoan lỗ hồ, từ tay anh có thể làm được. Coi như nằm rời bên ngoài. Dạ rồi anh ngoài, để em coi có cái mẫu lên cho anh coi nó ok lắm. Lúc nó tràn xuống. Cái mẫu anh em đưa đi, đưa qua bên xưởng mất tiêu rồi. Anh đang hình dung là cái đó bây giờ mà em tháo ống ra là em cầm rời ra luôn. Có hồ ra anh chơi thủy sinh bình thường. Thì đó là phương án để mà anh test thử coi anh có phù hợp ở môn chơi này không, trước khi anh tốn quá nhiều tiền cho nó. Thì em nghĩ đó là cũng là nhu cầu thiết thực mà, đúng không? Đúng rồi.
Có những người người ta nhìn mê quá mà vô thời gian người ta có thể không phù hợp, có thể không phù hợp, nó nhiều thông số quá, người ta không có đủ đam mê thì mọi người có quyền mà. Với lại thật ra đây là một cái rất là hay luôn, nếu như mà để thử mà tốn quá nhiều tiền thì sẽ nhiều người không chịu thử. Dạ. Nhưng mà thử mà tiết kiệm hơn, dễ thử hơn thì người ta sẽ thử, thì từ cái thử đó nhiều khi lại mê luôn. Nói chung là bản thân em hỗ trợ cho mọi người tối đa có thể, không cái chi phí đồ là tối đa giảm thiểu hết mức có thể. Muốn xịn cũng có xịn, muốn tiết kiệm cũng có tiết kiệm mọi người luôn. Đây đây cũng là mấy cái bộ sản phẩm bên em luôn. Bên em nhiều quá, như cái đây cũng là kẹp kẹp bên em, thay vì anh phải làm một cái đài lọc như này, anh làm tấm acrylic đã vừa thì cái đây là một cái rời. Thì cơ bản đây là cũng là một khối hồ thủy sinh nè, chỉ dán thêm một cái tấm nữa thôi, mấy bạn hoàn toàn có thể làm ở nhà. Em có clip hướng dẫn luôn, là đây tận dụng đồ thủy sinh hết. Xong rồi sau đó đường ống này, cái đây có bán nè, đây có bán rồi, là gọi là cái đỡ tắc lọc, rất là tiện. Cái lò khử đây cũng là bên em phát triển luôn và mới vừa cho ra mắt. Đây không anh? Hay. Là lò khử cái cơ chế tăng giảm lượng nước là cũng là mấy cái bạn bên em mới cho ra năm nay. Em tăng giảm anh coi thử nha. Đó, anh hoàn toàn có thể tăng giảm cái lực của nó mạnh hay nhẹ tùy theo ý anh. Có thể là anh thấy cái hồ anh sạch quá thì anh có thể giảm lại. Anh giảm lại, cái hồ anh mà anh thấy dơ quá thì anh cho nó quýnh mạnh lên thì nó sẽ tăng cái hiệu năng của cái lò khử lên. Thì cái đây là có clip ra mắt và bên em có đưa lên website nè. Cái website là rrf.vn, là Rindrip Factory đó. Là nó giống như là một cái brand mới của bên em, là sản phẩm sẽ là mang cái tên đây. Hay quá. Toàn làm sản phẩm mang tên mình không à, nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó nha. Quá giỏi luôn em ơi. Quá giỏi luôn. Em bắt ra em là dân kỹ thuật mà em thích làm mấy cái kỹ thuật lắm. Tham vọng là mình nước mình là phải xài đồ nước mình. Ok, chính xác vậy luôn. Thời tới rồi đó em ơi. Mạnh dạng lên. Cũng phải nhờ anh em hỗ trợ. Anh thì bên bò sát anh cũng có tham vọng đó. Anh giỡn cho anh em qua chơi với anh, anh em biết tới nhiều là đã tốt lắm rồi đúng không? Đã là hỗ trợ nhau rồi. Không, mình truyền thông thôi để cho mọi người có thể. Không, thật sự mà nói á, là cá biển này, cái thị trường cá biển, cái nhu cầu á, là anh nghĩ không nhỏ đâu. Nhưng mà do thứ nhất là khó tiếp cận quá. Nhiều người cứ nghĩ là nó phải mắc tiền lắm mới chơi được nè, phải khó khăn lắm mới chơi được nè, phải nhiều kiến thức rồi này nọ, khó kiểm soát. Nhưng mà anh thấy bây giờ anh em Việt Nam, mà những anh em mà làm nghề là trong đó có em rồi này nọ, sau khi mà trải nghiệm rồi thì có thể đúc kết lại mọi thứ nó tương đối là dễ hiểu. Anh em nhớ cái lúc mà anh em qua thăm em lần đầu không? Anh em kêu anh thích cái hồ quá. Mà bây giờ có ai hỗ trợ set up không á? Hồi đó với em chưa tổ chức được nhân sự á, thì qua năm sau là bên em là có đội ngũ nhân sự. Support cái phần đó luôn. Đúng là cái thứ nhất. Rồi, ví dụ anh không có thời gian thì bên em support bảo trì rồi hướng dẫn lại các bảo trì, cho nên anh biết. Anh có thời gian anh nhắm tự làm được thì anh có thể tự làm, bên em bàn giao hết. Cái thứ ba là em sẽ hướng tới cái việc mà cái công nghệ mà anh không phải đợi một tháng, thích quá anh bụp chơi luôn. Thì một tháng ý là thường có thể là xe cộ nước á. Đúng rồi. Thế này là mình sẽ coi như xử lý mà chuyện nó nhanh hơn, rút ngắn thời gian lại. Em phải nghiên cứu ra một cái phương pháp mà anh đang có cảm xúc rất là thích rồi. Em phải cho anh phê luôn. Chứ không có để như bữa anh em về em suy nghĩ rất là nhiều. Cảm giác có lỗi, bây giờ chốt luôn các bạn. Cái cá biển này nhiều khi đang máu lên xong rồi phải tốn thời gian chạy nước rồi này nọ cái thứ, nhiều khi nó bị nguội. Em nói vậy đúng tâm tư nguyện vọng. Đúng tâm tư luôn. Mà thật sự đó nó dễ fit tới chuyện chốt đơn hơn, đang máu mà kêu chờ là nhiều khi nó nguội ngắt rồi. Chốt đơn luôn. Quá hay luôn. Ok. Đây các bạn, đây là cái sẵn mình giới thiệu cái với lại khán giả trên kênh của mình. Đây là cái không gian làm việc của Rin ha. Không, nó vậy thôi, em của anh còn ghê hơn. Đó, đầy đủ tất cả mọi cái nữa. Dạ. Rất là chuyên nghiệp. Sau này em sẽ rút đủ hết thì em sẽ cho mọi người vào tham quan. Đang bước chuyển của tụi em. Ok mọi người, đó là cuối năm qua thăm Rin. Rồi cũng chia sẻ, Rin cũng chia sẻ với những cái sản phẩm cũng như những cái dự định ấp ủ trong năm mới này, sẽ cho ra mắt những cái bản thương mại để giới thiệu với mọi người, nhằm mang đến cái sự tiện lợi nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất đối với người chơi ha. Thì cái tâm ý của Rin thì đó giờ từ hồi đầu năm tới giờ vẫn vậy, có nghĩa là mong muốn cái cá biển sẽ được phát triển ở cái người chơi Việt Nam và phát triển những cái sản phẩm liên quan tới cá biển. Những cái sản phẩm của người Việt mình sản xuất ra, thì anh rất là respect cái điều đó luôn. Rất là cảm ơn anh. Cuối năm bận rộn bỏ thời gian qua thăm em.
Đó là bí ơn anh luôn. Ok, anh em mình sẽ còn làm phiền nhau dài dài. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Anh em mình chém gió tiếp đây. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.